màu đen. Còn bên đây thì sao? Màu đen màu đỏ. Có khi thì mình mà với số thì sẽ nói trời ơi đừng có đi lại gần tôi. Đi gần tôi rồi tôi ngủ không được nữa, tôi sợ lắm rồi nói thôi đừng đi cho chỗ khác đi đừng lại đây. Rồi bữa đó cũng khóc lắm nhưng mà bà chị cũng nói thôi đi kệ nó đi. Đường vậy rồi biết sao giờ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Vô đi chị, vô đi. Để cùng với Phong Bùi tìm vào hoàn cảnh của một chị bán vé số mà có gương mặt rất là đáng thương. Không biết thật hư như thế nào thì mời cô bác quý anh chị cùng Phong với lại tâm sự với chị nha. Tên là Nguyễn Thị Quen. Nguyễn Thị Quen à, chị Quen là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 36. 36 tuổi. Em không biết là nhà chị ở xã nào ạ? Ở thị xã ấp An Lạc, xã An Bình Na, xã Hồng Ngự, huyện Đồng Tháp. Ấp An Lạc, xã An Bình Na, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ấp An Lạc, xã thì xã Bình Na, thì xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Xã An Bình Na. Xã An Bình Na. Chị nói chuyện khó khăn không? Chị nói không rõ. Chắc tụi mình xã An Bình Na. Dạ. Công việc của chị là đi bán vé số này. Bán vé số ngày 222 có khi 250. Ngày 250 cơ. Là 200 còn nhiều. Giờ còn bao nhiêu tờ đây? Không biết, không biết. Dạ. Chị có thể chia sẻ cho tụi em biết là trên mặt chị có cái bóp như thế nào không ạ? Hồi đó thì có cái bóp bẩm sinh gì nè, có khi lâu lâu nó cũng chảy máu sống, có khi nó hơi nhức nhức, chói nhức hơi đau tí. Thì giờ không biết là chị có gia đình chưa? Có rồi mà mấy năm rồi, ông xã mất cũng lâu, năm tới năm mà giờ còn gái, gái 9 tuổi rồi. Chị bị như vậy, bị từ nhỏ bẩm sinh luôn. Thì hồi nhỏ thì chị có thấy cái bóp của mình to như thế này không? Hồi nhỏ thì thấy nó cũng ít, thì sẽ lớn. Lớn hả? Giờ nó lớn dần. Mấy đứa nhỏ trong xóm có chọc chị không? Hồi đó thì cũng có, nhưng mà sau này cũng bán vé số thì cũng hơi cũng hơi buồn tí. Cũng xíu là sao anh mất chị? Bị hở van tim. Anh đột ngột ra đi hả? Hở van tim rồi đi cũng 5 năm. Chị nói có một đứa con gái 9 tuổi. 9 tuổi. Hiện nay đang học lớp 3. Lớp 4. Lớp 4. Về nhà chị có mấy người? Nhà chị cũng đông anh em nhưng mà họ riêng tư hết trơn rồi. Có 10 người nhưng mà họ riêng tư rồi. Hiện nay nó sống gì đó rồi. Nhà thì hồi đó thì chưa có cái nhà thì đi bôn ba đi làm. Nhưng mà cũng chỉ đủ ăn, mẹ con đủ ăn thôi. Sau này cái từ thiện ở dưới nhà nước rồi cho được cái nhà hai mẹ con được sống. Giờ nhà mình rộng không? Nhà lá hay là nhà tường? Nhà tôn. Nhà tôn như sàn á, nhưng mà bề ngang thì 3 mét, bề dài bề ngang 4 mét, bề dài bề ngang thì 3 mét, bề ngang 3 mét, bề dài 4 mét. Người ta cất cho hay là mình cất? Người ta cất cho. Ngoài cái thu nhập bán số thì chị có làm ruộng đất gì thêm không? Không. Này nào bán thì có ăn còn không bán thì còn ăn muối. Ôi hả? Chị bán số này đã bao lâu rồi? Cũng mấy tháng nay à. Trước đó là chị làm nghề gì? Hồi đó thì có may đồ. Hồi xưa thì có may đồ. Rồi sau này ới này nọ rồi không có may rồi bán số. Cái phần mắt bên trái của chị á, đối diện với tụi em á là còn thấy đường không chị? Không, chỉ có một bên này thôi. Ngày xưa giờ cái con mắt bên đó trái không thấy đường luôn hay là sao? Hồi xưa mắt này không thấy đường. Rồi từ nhỏ đến lớn giờ luôn? Nhỏ lớn. Theo như Phong mới vừa hỏi đó thì cái vết bóp trên mặt của chị đó trước đây thì nó nhỏ hay là cái như vậy luôn? Hả? Bóp thì hồi xưa thì nó có một bốn. Nhưng mà nó có màu đen giống như bây giờ không? Nó máu từ, thì nó màu đen. Nó từ ở bên đây, nó lan qua luôn. Hồi xưa nó không có cục bú, mà sau này cái tự nhiên có cục bú bự đây nè. Máu đen luôn hả chị? Có cục bú bự nhưng mà máu đen. Rồi sau này mới người ta mới tới lớn rồi người ta mới chỉ, mới cắt lên, nó như vậy đó. Chị mà xây cái người vào đây mình thấy là cái mức độ nhiều nè.
thì hiện nay Phong có để ý không, cái phần mặt của chị á hiện nay nó đang nhảy đến đây nè Phong nè. Dạ. Nè đến chỗ. Và như nó bự ra dần dần đúng không chị? Ừ. Khi mà chị có vết bóp như thế thì ngoài việc nhức ra thì cái sức khỏe của chị sao chị? Sức khỏe như nó cũng hơi mệt, hơi cũng hơi mệt. Thì mình mà với số thì sẽ nói trời ơi đừng đi lại gần tôi. Đi gần tôi rồi tôi ngủ không được, nó tôi sợ lắm rồi nói thôi đừng đi chỗ khác đi đừng lại đây. Rồi bữa đó cũng khóc lắm này. Chị nói thôi đi, kệ nó đi. Đường vậy rồi biết sao giờ. Mà nghe người ta nói về chị về chị buồn chị khóc. Còn rồi mấy đứa sao này mấy bà chị vẫn sống chung á, dù nói thôi đi, kệ đi, mình dán bán đi. Kiếm tiền sống chứ mình không bán lấy gì mình ăn. Rồi mấy đứa nhỏ có đứa con nít trong sớm hay là chị đi ngoài đường nó thấy nó la không? Có, nó sợ. Ừ, chứ mình không bán thôi. Uống nước hả chị? Uống miếng nước đi chị. À, nguyên gia đình của chị á thì chị có uống đi chị. Có chị có mình chị bị như vậy thôi hay sao hay là 10 người nhưng mà chỉ có một mình thì có. Còn mấy người chị em thì không có. Bác sĩ có nói là bệnh gì không ta? Không, bác sĩ không có nói gì chứ. Có một điều ngỡ ngàng là lúc mà hai anh em mình gặp chị á thì thường nếu như mà mặc cảm thì chị sẽ mang khẩu trang. Kính mít luôn nhưng mà chị thì không. Chị có hay thường thường. Có mang khẩu trang đi ngoài đường không? Ừ, cái nó khi cũng có khi cũng không mà tại vì nó chịu không có được. Không quen á, cái nó hầm hầm rồi nó khó mắc thở lắm. Chị có ước muốn gì không chị? Muốn có tiền nuôi con thôi. Đúng không? Chắc vậy. Ngoài này kia ta nói là không có làm được. Nói chị đi chỉ tốn tiền tốn bạc thôi nhưng mà thật chất là cái này nó không có chịu khỏi. Vì là trong nó nằm ở trong cái rễ của nó rồi. Nó bám rễ bám thịt ở trong đó không làm được. Là cái phần này là máu nó cũng màu đen hết. Màu đen. Còn bên đây thì sao? Màu đen màu đỏ. Bên này có một cái chấm lon lon nè. Nó đang lon ra đó không? À. Em để ý là gương mặt của chị nó đang nhảy ra nhiều. Chị trước đây thì ở trên lỗ mũi mình có không? Có cũng có mình ít chịu. Sao nó nhiều? Chị có sợ là nó sẽ lon qua cái phần mắt này mắt chị bị không thấy đường nữa không? Yếu không chị? Bây giờ mắt ở bên đây nhìn rõ không? Không rõ mắt. Đây có dấu hiệu. Thôi chị đếm cho em bao nhiêu tờ giấy số trong này. Thiệt á, đếm hết á. Đây em đếm phụ chị cho nha. Bữa đó bán cái ôm đâu cũng thiếu cả chị 2 triệu bạc. Rồi sau này mới bán cái này mới hết. Này em gửi chị. Em gửi cho chị nha. Em gửi cho chị không sao hết, gửi cho bé đi không? Đây là anh Hồ lì xì á, cho mấy đứa nhỏ. Còn này là em mua hết luôn nha, về nghỉ. Tặng cho chị vài tờ nè. Thứ cho chị một tờ đi. Mai mốt thì tụi em có dịp lên Hồng Ngự, tụi em sẽ quay lại với hoàn cảnh của chị nữa. Nhưng biết thì dẫn lại nhà cho. Rồi thôi bây giờ mình với Phong Bùi sẽ cùng nhà chị quen lại nhà thăm nhà của chị luôn nha. Mọi người chờ xem đấy, hai anh em mình đi lại nhà chị nha.